mịch bị lan truyền clip riêng tư, nốt ruồi khó chối cãi, nghi Lưu Dực Phi hại sau lưng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video riêng tư với gương mặt, đôi môi và nốt ruồi được xác nhận là Dương Mịch. Ngay lập tức, Lưu Dực Phi cũng bỗng bị réo tên với nguyên nhân liên quan chuyện bị cô lập tại đêm hội Weibo. Cụ thể, một đoạn video được đăng tải có tiêu đề "Chờ một chút, chồng tôi ở đâu" đã gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Người phụ nữ trong clip được cho là giống nữ diễn viên Dương Mịch từ gương mặt đến đôi môi, đặc biệt là vị trí nốt ruồi ở vòng 1. Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người đổ xô vào bình luận, có người bày tỏ sự kinh ngạc trước đoạn video vì quá giống Dương Mịch, một số người khác lại cảm thấy nghi ngờ trước thông tin này và tự đặt câu hỏi liệu rằng đây có thực sự là Dương Mịch. Ngay sau đó, một fan trung thành của nữ diễn viên đã lên tiếng khẳng định đây không phải Dương Mịch. Đầu tiên, ngoại hình của một người không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá. Đôi khi, mọi người có các đặc điểm khuôn mặt giống nhau, nhưng điều đó không có nghĩa họ là cùng một người. Thứ hai, nốt ruồi được cho là một trong những đặc điểm ổn định hơn trên cơ thể con người, nhưng nốt ruồi của Dương Mịch rõ ràng là ở bên trái, còn nốt ruồi của người phụ nữ này ở bên phải. Điều này đủ chứng tỏ người phụ nữ này không phải là Dương Mịch. Và khi là người của công chúng, hình ảnh của Dương Mịch rất được coi trọng nên mọi người thường để ý và đoán già đoán non, đặc biệt là bức ảnh này. Hiện tại phía Dương Mịch vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này, dù chưa rõ ai là chủ nhân trong đoạn video, thế nhưng dân tình bất ngờ réo tên Lưu Dực Phi vì Dương Mịch và Lưu Dực Phi những ngày qua vướng ồn ào cô lập tại đêm hội Weibo. Giải mã mối thâm thù của Lưu Dực Phi và Dương Mịch, nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Lưu Dực Phi và Dương Mịch lần đầu hợp tác ở dự án Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006, trong đó Dương Mịch vào vai nữ phụ Quách Tương. Ngay từ đầu, Dương Mịch đã không quá vui vẻ khi chỉ đóng vai thứ trong Bom Tấn của Kim Dung. Cô có xuất thân là sao nhí, lại lớn hơn Lưu Dực Phi về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Ấy vậy mà khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, Tiểu Hoa Đá sinh năm 1986 lại chịu cảnh lép vế, thậm chí còn bị xem chẳng khác gì kẻ hầu người hạ của đàn em. Về phần Lưu Dực Phi, khi ấy cô là cái tên đang hot do trước đó đã có vai Vương Ngữ Yên và Triệu Linh Nhi, khỏi phải nói thần tiên tỷ tỷ được ekip o bế đến đỉnh điểm, thậm chí dính theo cả Dương Mịch. Nhiều ảnh hậu trường cho thấy Dương Mịch phải cầm ô che cho Lưu Dực Phi, song thực chất Lưu Dực Phi cũng có trả lễ lại, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Theo Sina, Dương Mịch khi ấy không khác gì người thừa, thậm chí từng bị đạo diễn tát và mắng vì dám chắn camera đang chĩa về hướng Lưu Dực Phi. Kể từ đó, trên mặt báo hiếm khi đặt tên Lưu Dực Phi Dương Mịch kế cạnh, nhưng nếu có thì đều là chuyện không hay. Năm 2009, Dương Mịch tham gia dự án Tiêu Kiếm Kỳ Hiệp 3, đóng chính cạnh tài tử Hồ Ca. Tuy có màn thể hiện tuyệt hảo trong vai Tuyết Kiến, nhưng cô vẫn bị mang ra so sánh với Triệu Linh Nhi của Lưu Dực Phi. Cặp bài trùng Lưu Dực Phi Hồ Ca vẫn luôn là chấp niệm của khán giả, đồng nghĩa với việc Dương Mịch bị chìm vào quên lãng. Mãi đến 1-2 năm gần đây, khán giả lại bắt gặp thêm vô số khoảnh khắc cơm không lành, canh không ngọt của hai tiểu hoa hàng đầu lứa 85. Chỉ gặp nhau trong vài sự kiện lớn như đêm hội Weibo, Dương Mịch và Lưu Dực Phi lại chưa từng có tương tác nào. Gần đây nhất, tại đêm hội Weibo 2022, Lưu Dực Phi gần như bị cô lập, một thân một mình trong khi Dương Mịch vui đùa cùng các tiểu hoa cùng lứa khác. Ngay cả trong bức ảnh tụ hội của dàn tiểu hoa 85, Lưu Dực Phi cũng vắng mặt. Một trong những nguyên nhân lớn nhất được đưa ra đó là do Đường Yên. Đường Yên từng thân thiết, nhưng rồi bất ngờ đường ai nấy đi với Dương Mịch. Về sau, Đường Yên có mối quan hệ gần gũi với Lưu Dực Phi. Và từ đó đến nay, Lưu Dực Phi và Dương Mịch không còn có cử chỉ quan tâm nhau công khai như hồi 2017. Tại đêm hội năm nay, Đường Yên gặp sự cố không thể vào sự kiện, Lưu Dực Phi phải lẻ loi giữa rừng tiểu hoa thân thiết, song vẫn được sướng tên tại giải cao nhất Nữ Hoàng Weibo. Có lẽ việc Lưu Dực Phi trở lại, thành công vang dội và đè đầu thành tích của Dương Mịch chính là mồi lửa, khiến mối quan hệ Quách Tương tiểu long nữ này căng thẳng và khó quay đầu.